Mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Dân Sinh Đoàn nha. Bữa nay mình đi săn bắt một mình cả nhà ơi. Ba thì bằng công chuyện ít bữa, ba không đi với mình được. Bữa nay mình đi với con trai mình. Con trai mình thì hơi nhỏ quá, mình không có dám quay dính vô trong video cả nhà. Thì cũng mong cả nhà thông cảm. Thì tại sợ YouTube bắt lỗi á. Nay hai cho con qua bên cái đồng nhà máy nhiệt điện để đi bữa hổm mình với ba đi chài á, thì thấy ếch con nó nhảy cũng nhiều lắm mà nó cũng trọng trọng rồi. Bữa nay thì sẽ ra con kinh này nè cả nhà, hai cho con chài coi có cá có ếch gì nhiều không. Hiện tại thì đang đứng ở chỗ này thì lúa rồi nó cũng đỏ đuôi hết rồi. Bữa nay sáng nắng đẹp lắm cả nhà. Nhà máy nhiệt điện thì sau lưng mình. Bữa nay là cameraman nhí quay. Thì có sơ sót gì thì cũng mong cô chú anh chị thông cảm cho cha con mình trước nha. Chài này mình mua rồi, ba mình chài không, mình chưa chài chài não chứ. Cái này chài, mình chài thử, đó cái đường đứt đó nha con. Chài này. Ô, chài đầu tiên không tròn không? Gần lại cha nè. Calamen mới đi quay thì cũng không giỏi lắm, mong cả nhà thông cảm nha. Trời ơi, cá đâu không thấy con gì chăng vậy? Cá đâu? Chà, đầu tiên thất bại rồi cả nhà ơi. Bưng bưng rồi cả. Đó đó đó. Chà, cái này ô dướng cỏ con khỉ vậy. Có như rồi. Trời ơi má nó nhảy kìa. Được em cá rô. Này cái nhà. Cá rô non. Nè. Quá ngon. Em lẩu kiến nè. Em này nhỏ quá thả cả nhà ơi. Em đầu tiên, thành quả đầu tiên. Lâu không có chài, chài cũng mệt. Đỡ cái kinh này nó không có gác. Đỡ. Nó cái nội này nó mới nhảy. Lúa ở đây nó trúng rồi nè cả nhà. Nó chín nè, đỏ đuôi. Cái này chắc tầm cả mười mấy bữa nó cắt. Quay một vòng cho cả nhà xem. Đó. Quá đã luôn. Cái này sắp chín nè, đi dài lên đây không? Dài lên nãy. Nãy con nói chỗ nào cá ụt. Chà này tròn rồi nha. Chà này vô cá bự cái coi. Quá tròn. Chà, có thằng Nhí rồi.
cái đấy nè. Ốc quắn ngóc luôn. Nào quay xuống đây nè con. Ốc quắn ú ú không? Bắt. Bắt về cho mẹ. Bắt về cho mẹ nhí nha cả nhà ơi. Mẹ nhí khoái ốc quắn đó. Nè. Quá ngon. Trà này vô ốc quắn ngóc. Vô em lau kiến. Lau kiến nhỏ quá. Thả em đi. Không dính cá với nó quắn trời. Anh nhầm cái kinh nào không có gác nó mình chài mình khỏe lắm. Có gác thì phải vũ kỹ kỹ đang chài sao mình chài nó mới ra nha. Nó kỹ kỹ chứ cũng ẩu quá trời luôn nè. Xuất sắc chài này rồi đó. Không biết có dính không thì không biết nha cái nhà ơi. Cái chài này mình chài là xuất sắc. Được bấm băng rồi thế. Quá được, nhí rồi, nhí rồi, nhí rồi. Quá, quá, quá. Nè cả nhà ơi. Quá. Quá, quay gần lại đây nè con. Vô bọc luôn rồi. Em cá lóc. Này cả nhà. Chúng nó xuống sông rồi. Nãy giờ mười mấy chài á. Mới dính á. Mới dính em cá lóc nữa cả nhà. Này hay cho con mình kéo cả nhà ơi. Trong cái khu này mương của ta mới đào thì chắc mình kéo ta không có la. Nên cho con kéo thử coi có không. Ngóc luôn này nhí rồi. Ở đây đi, cho nên lại chỗ trắng. Ở quay thành quả xuống nè. Nè, quay xuống đây. Thấy không? Cà phê. Em cà phê. Trời này được 4 em hả? 4 em cả nhà. Em cái sạch. Cái sạch đồng. Bắt cá trước đi. Hồi mình mới vũ gác sao. Đâu cá. Khó bắt quá. Con này trước. Cá phi uống mày. Ô có con cua đồng nữa kìa nhí. Nè bắt luôn ha. Cua đồng nữa. Bắt luôn. Hai em luôn. hai em này. Rồi đây này nhé.
Thấy không, thấy không? Cái lũi lậu. Trời ơi, cũng có. Ô quá trời rồi, nhí ơi. Có con ếch nữa. Thấy không, thấy không? Hái. Hái vô cái này. Hái quay cho cả nhà xem. Hái nha. Có con ếch nữa. Ở đây này nè. Trứng mắm nè cả nhà ơi. Quay gần xuống nè con. Cái gô này. Đây, ếch con bên này được ba lớn nè cả nhà. Cái rô, cái rô. Cái rô chà bá. Cái rô hết biết cái rô ngon. Ô. Ô. Ba đã. Ê ê ê ê. Vô 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 em, vô. Cà phê. Đây em ớt. Quẹt 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 quẹt. Quẹt 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 tụp tụp tụp. Thôi cái này nói chung nha thì mình giới thiệu là mình đi bắt ếch đó cả nhà, chài ếch nhưng mà còn bé lắm, ổn lắm. Giờ mình thả lại đợi tới mùa khô mình bắt. Thả lại cả nhà. Nè 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 nè. Con này là kêu bằng ở quê mình kêu bằng con tép gông, tép ruộng là nè, con tép này nè cả nhà. Đó, hồi xưa ở đây nhiều lắm nhưng mà giờ ít rồi. Trò thả nãy giờ hối tiếc ha, ở nó không chịu nhảy xuống ha. Đây em có phi này nhỏ thả luôn. Đây còn em này thì không biết bị gì nữa, mình mãi chạy cho thôi thả luôn. Nãy mình sợ không có mình bắt quá trời luôn, bây giờ có rồi mình bắt ít lại, con nào phải thì mình bắt, không phải thì mình thả nha. Nuôi nó lại. Đây cái sạc đồng vô bị. Kéo một cái mương hai cái nữa là về cả nhà ơi. Cha con bữa nay khai trương chuyến săn bắt đầu tiên, hai cha con hợp tác. Ô, cái gì bự vậy nè. Cái vô chậm nữa nè. Cái này có cua đồng nữa. Cái này này nhé. Mày gần vô cho cô chú xem. Gần vô con. Chính đôi dép luôn. Gô này là ngon hết ý. Cái nhà. Em cua đầm. Cua đầm, cua đầm. Thái. Ôi, có nạc cua đầm này nhé. Quay gần lại này nè con. Cô chú xem nè. Hai ba con luôn. Chỗ này bắt luôn về cho mẹ. Ấy dạ 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 ấy dạ. Kẹp. Nè ốc, ốc cả nhà ơi, bắt 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 luôn. Rồi hết rồi. Quá dở chứ. Mà không muốn. Ôi nhóc luôn nghỉ rồi. Dính ếch nữa nè. Anh em. Mình xuống cho cô chú xem. Dính em ếch bằng em ếch này nãy nữa cái nhà ơi. Ếch này là mấy bạn đi cắm câu, mấy bạn cắm dính này nè. Nhỏ. Đó.
mình thả luôn cả nhà. Bắt cá tại nó bự bự hả bắt, giờ nó nhỏ quá bắt cũng không làm được gì, ăn chút cũng hết. Mình nói vậy nhưng bạn vô không đồng quan niệm với mình, cái giận chửi mình nữa thì mình cũng xin lỗi các bạn trước nha, tại mình thấy ăn tiếc quá. Thiệt, tại cho nó đủ tuổi mình bắt. Thấy cũng có mấy bạn yêu cầu cấm câu ếch, tháng này mình thấy cấm dính toàn ếch nhỏ, ếch bự ít, với thức đêm giờ mình thức không được bởi vì mình chưa có làm. Đợi tới vụ mình đi bắt luôn, bắt cho nó hấp dẫn, cái sạch không trà này tính trúng mắng là gì đâu, bể mắng. Quyên thành quả cho cả nhà xem cả nhà ơi, bây giờ cha con mình được nhiêu nè, đang quay gần vô này cho cô chú xem nhé, quay xuống đây nè, này cả nhà, được em cá lóc quá trời ngon luôn. Cá gô hai ba con bự bự không nè cả nhà, cá gô nhìn thấy cực kỳ luôn. Quá ngon luôn, nãy giờ được hai con tôm cá gô rồi, cha để cha bắt cha bỏ vô cá lóc. Giờ hai cha con mình cũng chài được mớ rồi cả nhà ơi, thì thành quả bữa nay mình cũng mới review cho các nhà xem. Mình lại tới xe mình này, giờ cha con chắc về, bữa nay không có nấu ăn cả nhà ơi, bây giờ mình với con mình xuất phát về bên Cù Lao. Giờ chắc video của cha con mình xin kết thúc tại đây, mình chào tạm biệt cả nhà. Mình hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha.